Mình thích ăn kẹo mút như nào? Ăn kẹo mút như nào con? Như này là như nào? Như này á? Xin chúa ra đây. Ai xin? Để xin chúa. Con xin chứ. Tổng kết năm học có nhiều quà quá, được một cái kẹo mút này nhỉ. Cái gì nữa? Bánh nữa. Bánh nữa, mấy cái bánh? Hai cái bánh. Hai cái bánh như này này. Kẹo như nào đấy nhỉ? Khi ra là luôn. Như này luôn à? Đen luôn. Minh Đức thích ăn cái gì nhất? Ăn kẹo mút. Con thích ăn kẹo mút nhá. Trời ơi. Kẹo mút vị gì đấy? Kẹo mút vị cam. Vị cam mà. Vị cam thì như nào nhỉ? Cam. Ngọt ngọt chua chua à? Ngọt ngọt chua chua. Ngọt ngọt chua chua. Thế hôm nay ở trên lớp con được tổ chức những cái gì nhỉ? Tổng kết năm học thì được tổ chức như nào con? Kẹo mút. À, liên hoan có kẹo mút à? Có bánh kẹo đúng không? Có bánh kẹo. Có hoa quả đúng không? Có hoa quả. Thế hôm nay con chơi ở trên lớp có vui không? Đó. Cô dạy con cái gì? Cô dạy con tô màu. Cô dạy con tô màu ấy à? Màu tô những màu gì? Đó. Màu đỏ à? Ừ, màu gì nữa? Xanh. À, màu xanh. Màu gì nữa? Màu đây. Màu nâu á? Cái màu gì? Màu nâu. Màu nâu à? Màu gì nữa? Hả? Màu cơ. Màu gì? Màu cam. Màu cam. À, màu cam à. Ừ, thế còn màu gì nữa? Cam. Màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ á? Màu gì nữa? Màu xanh. Màu đen. Màu đen á? Màu đen. Có màu gì nữa? Đỏ. Cô có dạy con hát bài gì không? Con này hát bài ba của con. Ba của con như nào? Hát thầy nghe. Ba của con trời ơi. Bây giờ hát bài ba của con để chơi đâu mẹ. Mẹ của con đi cho lớp ba nhà ta lâu yêu cưới lâu cả na yêu cặp.